morning các bạn. Hello, chào các bạn. Chào các bạn một ngày mới. Và chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và đây là một hành trình mới từ Cam Tư các bạn. Cam Tư, thành phố Cam Tư, nói vui vui à. Cam Tư chứ không phải Cam Lâm ha. Thì thành phố này thì cũng vừa vừa nhỏ nhỏ ha, không có gì ấn tượng lắm. Cái khách sạn cũng khá là dễ thương. Buổi sáng nắng chiếu thẳng vô rất là chói. Bây giờ là 8:25 các bạn. 8:25 sáng. Hôm nay anh em chạy khoảng 450 cây. Hôm nay anh em đi về Khang Định các bạn, từ Cam Tư. Tổng hành trình ngày nay chắc khoảng 450 cây, 430 cây số. Tổng hành trình từ bữa giờ mình đi là được 7.400 rồi. Hết ngày hôm nay là 8.000 á. Hết ngày hôm nay là vẫn còn tới 3.000 cây số nữa. Hành trình còn khá dài. Mình còn khoảng 8 ngày nữa mới về tới Việt Nam. Quá đẹp ha. Có đóng phim không? Thành cổ này chắc có lên phim nhiều nè. Phim trường ha. Phim trường ha, ở Cam Tư các bạn. Này chắc lên phim kiếm hiệp rồi nhiều rồi nha. Đó. Rồi Cam Tư. Cam Tư là trái cam trẻ làm tư, chứ không phải là Cam Lâm. Đi về Khang Định hả các bạn ha. Hôm nay anh em đi có gì vui các bạn theo dõi tiếp nha. Thành phố này thì chưa có gì ấn tượng đối với mình hết. Bình bình. Nhiệt độ đang là 6 độ C. Thành phố này thì mình mới lướt ngang qua thôi, thấy nó cũng bình bình bình, không có gì gọi là điểm nhấn hết. Buổi sáng thì sương mù nhiều ha. Đẩy cái kính xuống là nó mờ cái kính luôn. Sương mù. Nhiệt độ cũng khá lạnh ha. Buổi sáng nắng nó xuyên qua mấy hàng cây, đẹp quá đẹp luôn. Thành phố rất là bình yên. Cam Tư. Gặp nguyên băng GS Trung Quốc vô luôn các bạn ơi. Anh em ghé vào một cái chỗ nghỉ ngơi chém gió dọc đường hơn 100 cây các bạn. Sau khi uống cà phê ăn bánh nửa tiếng đồng hồ thì gặp một nhóm GS của anh em bên Trung Quốc ha. Họ thấy họ chạy vô tấp vô nè. Toàn những anh cao to đẹp trai ăn mặc rất là chuẩn luôn. Đúng chuẩn của GS Adventure luôn các bạn. Đó. Anh này đang bắt tay Giác Ma, tên Giác Ma. Giao lưu từ Quảng Đông tới. Từ đâu? Từ Quảng Đông anh. Từ Quảng Đông chạy qua. Dạ, Quảng Đông chạy qua. Giới tình gặp CVC và những người bạn. Ghê hả? Đây quay chiếc xe của mấy anh Trung Quốc cho bạn coi họ chơi có khác gì Việt Nam mình không nha. Xài túi Lubu. Đặc biệt là bản số mấy ảnh đẹp L369. Đó, một chiếc. Có chiếc này không đẹp thôi à. Chiếc này là CM369 nè.
số đẹp không? Này 3 số 3 nè. Đó. 40 năm kỷ niệm GTA. Phong, à, mấy anh này từ đâu tới? Mấy anh là Thẩm Quyến. Thẩm Quyến hả? Anh đi đâu anh? Thẩm Quyến nhưng phải Quảng Đông. Anh đi chỉ đi cái Tứ Xuyên, Xuyên Tây, rất là phía Tây của Tứ Xuyên. À, phía Tây Tứ Xuyên. Cái hàng ghế gì đó? Họ đi khoảng 18 ngày. 18 ngày. À. Họ sẽ không đi Thanh Hải nữa. À không đi nữa. Họ không đi Tây Tạng nữa. Tây Tạng là năm trước họ đã đi Tây Tạng. À năm trước họ đi Tây Tạng rồi. Nhóm của họ bao nhiêu người anh Phong? Nhóm họ bao nhiêu người? Hình như là 10 xe. Có để cái thỏi xe à? 10 thỏi xe à? 7 xe. 7 xe. Họ nói tiếng Quảng Đông đấy. Họ nói tiếng Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông. Anh Phong giới thiệu nhóm mình chưa? À, Việt Nam. Đó thì hay Việt Nam Hồ Chí Minh xí. Ồ, Hồ Chí Minh à? Dạ. Hai thành xí. Hai tài thành xí. Nhóm mình đi Tây Tạng. Ở xe đi chứ à? 30 ngày. Ông này đã đi Việt Nam rồi, sang Việt Nam. Dạ, đã đi. Đi 4-5 lần rồi. À, 4-5 lần rồi. Anh em ơi, anh em ơi. Anh em ơi. Vô. Anh Phong. Anh Phong hỏi ông biết vô không? Vô. Lúc nhậu á họ lúc nhậu có biết vô không? À dạ. Nhắm cháu ở xeo đấy thì làm cho người chết con vô vậy. Vô. 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 Một hai. Một hai ba vô. Ông này là đã đi một mình đi sang chạy ở Việt Nam chứ từ Vũng Tàu đến Hà Nội. Wow. Ông thèm. Ông thèm. Ok. Có Đà Lạt. Wow. Chạy xe qua luôn phải không? Đà Lạt chạy xe máy. Ông chạy chiếc Novo. Chạy xe à? Một chiếc xe máy. Đà Lạt. Đà Lạt. Đà Lạt. Đà Lạt. Máy của bán liền. Thôi xe hả? Mới mua mang được à? Mua một cái xe Novo, xe Novo, xe Honda đấy. À, mua chiếc xe Honda là qua Việt Nam chạy chơi. Tuyệt vời. Đi làm con này tinh khai đi thảo. Đây là một chiếc nữa các bạn. Ba con số 6 đó. Rồi một chiếc nữa là ba con số 7 ghê chưa? Một chiếc nữa là ba con số 8 này chơi. Bảy ông này. Bảy ông này chơi biển số dữ luôn á. Hả? Quay hướng dẫn giới thiệu là bình xăng phụ ra. Ồ có bình xăng phụ luôn ha. 8 lít. 8 lít được tiếp vô bình xăng chính luôn. À. Mua cái bình xăng phụ gắn đây 8 lít các bạn. À, nó đi từ cái từ phía sau cái khung này nè. Nó qua đây luôn ha. Đó, qua đây luôn. À, có đường ống dẫn xăng luôn nè. Có đường ống dẫn luôn. Dẫn vô đâu anh? Nè, dẫn vô bơm. Cái bơm vô máy. Dẫn vô xăng luôn. Đúng rồi. Có bán mà. Đây nè. Bình xăng nè. Cái hỏng xăng nè. Đó. Bình xăng rồi. Thấy rồi, mình thấy rồi. Này cưng. Về lắp cho anh ghế này rồi. GS mãi đỉnh, không cần GSA. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, khỏe, dễ chạy, sướng hơn. Đỡ văng bụi nữa. Đây hả? Đỡ văng xịn quá nữa. Camera hành trình đồ đầy đủ, nói chung cũng chơi. Hôm nay cũng chạy nhiều á. Nhưng mà nó ưu tiên là nó lấy ai chứ nè. Đây là nhóm 20 chiếc của anh em CBC và những người bạn ha. Đang ở Tứ Xuyên các bạn. Anh em đang ở Tứ Xuyên từ Cam Tư. Cam Tư đúng không? Cam Tư đi về đâu? Khánh Khánh gì đó. Qua rồi. Định Khánh hay sao? Bữa nay mình đi về gì quên à? Định Khánh hả? Khang Định anh. Khang Định, Khang Định. Đi về Khang Định đúng không? Nãy giờ chạy được có 115 cây à. Vô đây uống cà phê nghỉ ngơi rồi. Thì gặp cái nhóm 7 anh Trung Quốc này, anh đi GS, anh tấp vô, anh thấy đoàn, anh tấp vô chơi. Đó. Giao lưu. Anh em giao lưu rồi. Hỏi han. Rồi, giao lưu đã xong. Lên giáp anh em ơi. Lên giáp anh Cường ơi. Một bãi GS luôn các bạn. À, một bãi GS luôn. 27 chiếc. 20 chiếc đội mình và 7 chiếc đội bạn.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thôi lên đường, lên đường thôi. Thì cũng tương tự nhau ha. Anh nào cũng cao to, gắn 3 thùng ha. Anh nào cũng cao to, tướng khỏe ha. Gắn 3 thùng chở túi rồi anh đi tới mười mấy ngày mà, 17 ngày, 18 ngày. Ghê ha, nguyên nhóm bạn 7 người. Rồi dân ngồi giao đi, ga lăn lên, ok. GS là nhiều, có 1-2 chiếc ở GSA. Nhắn mình sang phụ hết, có thấy. Đúng rồi. Mai mốt mà mình mua GF mình có đây xuyên lục địa mình gắn. À đúng rồi, đúng đúng đúng, mua bình xăng đỏ cột vô đẹp ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Khi mà mình không xài thì mình gỡ cất đúng không? À nặng nè, về phố rồi nha, phiền. Đúng rồi, để đi gọn là cái xe mình phải gọn nhất, thao hết. Ok, bye bye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anh. Bằng số đẹp các bạn, 3 số 7, 3 số 6, 3 số 6, 7, 8, 9 nữa. Rồi đi, lên đường anh em ơi. Xe tải về nha. Rồi ra anh Đông ơi, thoáng rồi đó. Ra đây, ra đây, thấy rồi. Xe tải về cho anh em ơi. Kẹt xe các bạn, kẹt xe, không biết bị gì chỗ này mà kẹt, không biết. Nằm vô vách. Chù kìa, cái gì đây? Quá trời xe nè. À, siêu trường siêu trọng nó chở đó. Quá trời quá đất ha. Hàng khủng mà. Máy trụ điện hay à. Đó, xe về nha, xe tải dài về nha. 2-3 chiếc tải lớn rồi đó. Lên đông. Tải lớn xuống, tải lớn xuống. Tấp vô đông rồi.
cẩn thận nha, nhắm sau cẩn thận nha Quang. Trái nha, trái nha. Phố gì đây ta? Rồi phố này phố gì đây? Đang đi vào một con phố ở Tứ Xuyên. Cái làn đường ở dưới đó vẽ thêm đường à, ba màu. Đây đường bên Trung Quốc các bạn, hôm nay ngày gì mà họ đông quá trời đông luôn ha. Anh em từ Cam Tư đi Khang Định. Sơ gấp. Xe hơi quá trời con đường này các bạn ơi. Hôm nay không biết ngày gì mà xe nó chạy nghẹt đường hết. Anh em đang đi về Khang Định từ Cam Tư. Còn trăm mấy cây nè. Sáng giờ chạy được 200 cây rồi. Còn 108 nữa là tới. Trống nha, trống nha. Trống, trống, trống. Hàng cây đẹp quá. Anh em sáng giờ chạy quá trời chạy luôn. Cấm đầu cấm cổ chạy, mình cũng không có cảm xúc. Mình cũng không có cảm xúc nào để quay vlog luôn. Chạy và chạy. Nguyên một cái hàng cây đẹp quá các bạn ơi. Ôi xe hơi nó chạy kìa. Đàn bò các bạn ơi. Ui trời, cái đầu nó trắng. Nguyên cái hàng cây mát đẹp quá ha. Tới bụng thiệt, 12 giờ rưỡi, 1 giờ kém rồi. Bốn giờ 15 phút rồi các bạn ơi. Anh em đang trên đường về Khang Định. À, trước mặt tưởng đâu là không chơi dưới tuyết nữa mà cuối cùng bây giờ vẫn còn tuyết các bạn. Núi tuyết vẫn là xuất hiện chung quanh. Thì sáng giờ mình ít quay lắm à, sáng giờ thì cũng không có gì đặc biệt. Anh em chủ yếu là chạy. Hôm nay gần 400 cây. Ngày nay cũng không có gì đặc biệt. Cho nên không có gì dọc đường không có gì quay chứ. Khu rồi khách du lịch quá trời luôn. Khách du lịch rồi mà thấy không? Khách du lịch quá trời quá đất rồi ha.
Đây một cái điểm gì nè. Ồ, tao đi lên tới đỉnh núi nè, có tuyết kìa. À, đây đỉnh núi tuyết. Mình ớn rồi mà. Mình thấy tuyết mình sợ, giờ người ta mới đi núi tuyết nè. Mình đi trên tuyết mình về rồi mà. Bây giờ thấy em tuyết là mất hồn rồi. Đây là nội địa không á, du lịch Trung Quốc không à hả? Họ đi xe hơi lên đây chơi nè. Ngắm núi tuyết mà. Muốn có tuyết giống mình là bữa là phải chạy lên tuyết ở trên đó đó. Mình ở trên đó đi về mà. Núi vẫn bao quay các bạn ha. Đường ghê lắm, ở đây bên này đường tầng theo cái triền núi. Những cung đường công khu uốn lượn à. Ở bên phải là núi đây, lá cây chuyển qua sắc màu mùa đông. Còn xe trước mặt các bạn là tuyết ha, núi tuyết. Núi đẹp quá các bạn ơi, đường quanh co uốn lượn ha, dọc cái triền núi. Thành phố Khang Định các bạn à, ở dưới bên phải là. Tới thành phố Khang Định các bạn ơi. Lại những con đường quanh co bao bọc sườn núi. Cang Đinh núi không à các bạn thấy không? Nói chung là địa thế là coi như là núi ha. Đang là 15 độ C, trên núi mới xuống là nó mới xả cái bùng tay ra. Khang Đinh
Việt Nam mình đọc là Khang Định. Anh em tới lúc 5 giờ. Đổ xăng không? Đổ xăng đây nè. Đúng rồi. Ai? Kế vô đổ xăng các bạn. Cảnh ông Hoàng Cao mới đổ xăng xong. Anh các bạn ơi, ở Khang Định, Khang Định ha. Nằm ở ngay mé chân núi. Hello các bạn, đang ở Khang Định các bạn ơi. Một cái khách sạn thấy cũng lạ. Đây rồi, tại kia nó làm zigzag. Nói chung là một cái decor cũng khá là đẹp, kiểu như boutique hotel các bạn. Vô qua cái phòng này, vừa vô là nó không có tủ hai bên giống như khách sạn truyền thống ha. Mà nó vô luôn. Rồi, vô đây. Dép à, đầy đủ hai ba đôi dép, các kiểu dép luôn, từ dép cao su cho tới dép mang trong phòng, chỗ rửa mặt. Ô đẹp quá này Hiếu ơi. U trời, còn tấm đứng này, vòng tròn này, vòng cung giống nhà anh Mai Nguyên à. Dạ rồi, vòng cầu này độc lạ các bạn ha. Nếu như cái khách sạn hôm kia là một khách sạn mới hiện đại đẹp thì đây một cái dạng boutique hotel rất là độc lạ. Hai cái giường hay không có to lắm nhưng mà em ngon lành ha. Để còn mới trần cao, đây một cái tủ tivi vậy thôi, trống thoáng các bạn. Và tủ là để trên này giống như nhà mình vậy đó à, tủ là để tiếp trên đây giống như cái phòng khách nhà mình vậy đó. Đây có hoa, có đồ trưng bày, wifi rồi ấm nước, có trà Lipton rồi các kiểu đây nè. Rồi chỗ ngồi chơi đây, đặc biệt là cái ở đây các bạn nhìn thấy lên núi đó, núi bao phủ luôn cái khu vực này luôn, nhưng mà cái kính nó mờ quá mình không thấy ha đó. Rồi nhanh gọn cái gì lưỡi mình lưỡi mình đang ở đâu anh Tú ơi? Khang Định. Đây cái gì tập sẵn nó thích luôn nè, đang ở Khang Định các bạn. Bé nổ trong này á là đĩa thịt thập cẩm, có thịt luộc và tay heo. Và đây là lưỡi. Đây không phải là lưỡi, đây là cái mề giống như mề gà. Còn cái này là gan ngỗng. Rồi bên nấu mở vô đi. Cho dạ, để xem ở dưới này có gì đã. Một lần, một lần. À, một nồi nước xương. Xương phải không? Xương. Ồ, ngon á, ngon á. Xương heo ngon rồi nha. Rồi, hôm nay sinh nhật nha, mời các bạn nha. Rồi, vô bên nấu ơi. Dạ. Nước chấm nè. Nước chấm là mọi người lại từ lấy nước chấm. Đó, nước chấm. Rồi, bỏ dứa nó vô nha. Từ. Bỏ vô luôn. Bỏ ớt vô luôn, bên nấu ơi. Hết luôn, hết luôn. Hay sao mình dạy vô luôn. Các bạn, ông không ăn được càng tốt. Xong rồi. Vô đây, Hiếu, bình tĩnh. Vô. Quê Bắc Kinh nha. Rồi nói lại. Đây là, chào các bạn, đây là dịp quê Bắc Kinh. Đó, hôm nay là đoàn đã ra được tới thành phố rồi.
hết núi rồi đó. Sống rồi đại vương ơi. Hết là lỡ trong núi không à. Ngon quá. Sống rồi đại vương ơi. Cái này cuốn với cái đó nha. Cuốn à. Cuốn với cái này, chấm với cái này. Đúng rồi. Lẩu là ăn sau. Đây. Ăn vịt quay Bắc Kinh trước. Đúng rồi, món này bữa mình ăn rồi. Oh yeah. Oh yeah. Hello quá... Big Boy nha các bạn. Và đây là Ba Tê. Má không buồn cho ngày hôm qua ha. Ngỗng. Chào bác, đây là nồi lẩu thập cẩm. Tất cả chính khúc nè, đây là tỷ bò Tây Tạng nha các bạn. Tỷ bò Tây Tạng. Đây là tỷ bò nha. Con bò dắt. Bò dắt. Không, đây là tỷ bò thiệt nha, không có giỡn. Phải không, phải không. Tỷ bò nè. Đây là trứng, trứng đà điểu. Đây là lạnh quá nó kêu. Dạ dạ. Cái này là đóng đóng lên như chết luôn. Ok. Món đây là hai loại nấm. Wow. Đó, các bạn có thấy cái lẩu tuyệt vời chưa? Quá đây là nấm đi. À. Quá hấp dẫn. Tối nay ăn sang quá sang luôn. Một dĩa củ cải luôn. Cũng như này. Quá kinh khủng. Cha mà nữa. Cha mà. Chưa. Lại. Nhìn đây nè, rồi đây vô. Bạn, đây là rau của cái lẩu, rau giá. Giá nè. Và giá nhà trồng đó. Giá nhà làm các bạn thấy rau không? Làng quen đây là cúc tầng ô. Rồi để nó đèn lát nè, bỏ vô. Đấy cho tôi con. Còn nữa hả? Còn nữa, nữa, nữa. Hoành tráng dữ ta. Và đây là nấm. Giữ, giữ, giữ. Đây là có sen. Củ sen, củ sen. Củ sen bỏ luôn cho nó. Đúng rồi, đúng rồi, bỏ vô. Đồ này hoành tráng quá ha. Các bạn ăn, bữa nay ăn phủ quê luôn á. Phủ quê luôn. Mùng tơi, mùng tơi. Này ăn đuối luôn nè. Ôi trời. Đây là mùng tơi, và đây là bắp cải. Bắp cải. Một cái lẩu tuyệt vời. Hơn cả Việt Nam mình ví dụ này á. Hôm nay là ăn nhất bữa giờ luôn á. Ngon nhất đất luôn á. Kiệt là đang ăn món gì đây? Vịt quay Bắc Kinh. Bắc Kinh. Quá thịt luôn. Hát sẻ 37 á. Món coi như là danh bất hư truyền hả? Đúng rồi, danh bất hư truyền. Good driver, I hope I wish next cup day very safe drive and good luck. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Jimmy. Thank you, Jimmy. Yeah. See you again. We always meet you. Yeah. Bazime. Maybe next week. Maybe. Wow. We together. Next trip. Jimmy là anh hướng dẫn người dẫn tour. Dẫn tour người Tây Tạng các bạn ha. Anh lo hết mọi thủ tục đi khi mà lên tới Tây Tạng này. Đây là thành phố Khang Định về đêm các bạn ha. Nhìn nó như Đà Lạt vậy đó, lạnh dốc. Và ban đêm cũng khá là vắng nè, thưa thớt và nó hơi có một chút gì đó lãng mạn các bạn. Thành phố Khang Định tôi nhìn thấy nó cũng dễ thương, nó không có xô bồ lắm ha. She wanna know me, I stay low key, I'll cast no brakes, baby let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be, baby squad up, we're gonna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby won't you keep me company? Give me something to do when I get low. You should side with me, stay solid one time if you lie with me. Just promise you never lie to me. Keep the moves on tuck, I know it's all up. Everything good, keep the vibes on crush. I know it's all good. Đây là cái khách sạn anh em ở Khang Định nè các bạn. Đó. Sạn nhìn cũng rất là phong cách ha. Cái hành lang khách sạn các bạn thấy đẹp không? Nhìn rất là lạ và đặc biệt ha. Nó như một cái boutique hotel. Nói chung là sàn này cũng cũ nhưng mà họ mới decor lại.
nhìn khá ấn tượng, như một cái mê cung vậy đó, không biết phòng nào là ở đâu luôn. Phòng mình ở đâu? Tới dãy này phải không? Đây phải không? À, đây. Về nhà thôi. Xuống. Đi ăn về các bạn. Quá sung sướng.